Vâng. Chị ạ, 30.000. Anh ạ. Ờ, bữa cân dưới. Đây con này cho cô. Vâng, vậy chị ạ. Cá đi chị. Cái món gì ạ? Đợi chứ cảnh tài xuất luôn ạ. Đây thì thản gì xuất luôn. Đang thải gì đó. Ăn cái con. Rồi đấy. Thò luôn tiêu à? Đi ạ,
Thiên dần nữa. Tại luôn.
nhau. Nó cay, nó cay, nó tắt nhỉ. Dạ, mình kêu mà nhìn này, tỏ tỉnh đi này. Ui, 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 dưa kiểu như cái kho cũng như. Đâu, cái phát không? Cái phát. Ui, rồi. Như này quật lại thế. Mà hả ai chắc thật thấy. Mới thật cái này. Cái mà bu hãn thế gì ai nhà. Ô mà cứ thò cái phê thế thế đó. Mới tại thà phán thế. Thôi, đủ một chút nào sao? Nhớ cứ nghe là nó không phản ánh nhé. Biết gì? Nè, quên thấy ta vậy cả. Chết rồi nặng á.
Vâng, cùng một lứa hết đấy ạ. Một cháu một con. Vâng, 30.000 đồng ở một con nữa mà. Em vẫn chờ chế bán. Một cân ngò. Đấy đấy rồi. Một túa cắm bị cân đấy hả? Túa này cắm bị cân đấy. Một túa tháng chục xiên nhá. Con cái này cũng được. Con cái này. Con cái này. Ừ. Dạ cháu. Cân cái đây thôi. Đây được con này. Đấy. Con này. Ờ. Bấm lại lại. 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 Bấm lại mặt em kiện vào tôi chị anh ạ. Anh có mang tiền 4 cân rưỡi anh ạ. Ờ 4 cân rưỡi. Vâng. Cô lấy một con. Vâng vâng đợi cháu ạ. Đây là trắng đây ạ. Bé đó. Ngạt đây ngạt tí. Thế tôi này cái không? 40.000 này cái này à phải. Con này ạ. Đây con này cho cô. Vâng đợi cháu ạ. Con này cân 6 chị ạ. Ôm cái cân 6 về à đó. Đúng ăn nữa về. Cái này mà cá nó to một tí là thầu lấy hết cả chậu hay đúng bao nhiêu cân đấy? 48. Bao nhiêu tiền một cân? 8.000. Đấy chị ơi. 45.000 lấy 45.000 này. Đó. Vâng, đẩy cháu bút tiền chị này nhá. Không quay. Bắt. Vâng. Bay này đấy. Vừa cái hớ trong sau nó có chí. Đấy. Đấy. Con này có được
45. Đây tôi được 1 cân 9. Vâng, vừa mới chết thôi mà. Nó cho vào cái thùng này nó vùi. Sao không lấy nước vào cái chậu? Được 1 cân 6 anh ạ. Cho nước vào cái chậu gì cũng ra. Cân tăng này đúng không? Đúng rồi. Cắt thùng đúng không? Phải không? Cái anh mẹ đâu cái bơi. Được 1 cân rưỡi. Vâng, vì có điện thoại mà nó mới quán cho nó. Ờ.
Con này đi. Vâng, lấy đó hai con. Còn đúng hai con này thôi. Lấy nốt.